Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đặc biệt đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Chiếc này có hiện trên phần mềm theo dõi máy bay Flightradar 24. Tuy nhiên không hiện bất kỳ thông tin nào về loại máy bay hay hãng hàng không, thậm chí là số năng bạ của máy bay. Chỉ biết chiếc này đến từ sân bay Đôn Mường ở Bangkok. Bây giờ thì chúng ta đã biết đây là một chiếc máy bay phản lực kinh doanh hai động cơ. Chúng ta cùng chờ chiếc này đến gần để xem đây là loại máy bay gì và số năng bạ của máy bay như thế nào nhé. Đây là hình dáng đặc trưng của khá nhiều loại máy bay phản lực kinh doanh, cho nên hiện tại vẫn chưa biết được đây là chiếc máy bay loại gì. Theo mình thấy thì đây là một loại máy bay khá lớn trong dòng máy bay phản lực kinh doanh, khá giống các chiếc Gulfstream G650IA mà hãng hàng không Sun Air Việt Nam đang sử dụng. Tuy nhiên chiếc này có các ô cửa sổ kính hình chữ nhật chứ không phải hình tròn như các chiếc G650IA. Và theo như cách bố trí ống xả của động cơ phụ trợ APU thì mình khá chắc rằng đây là một chiếc Bombardier Global 6000. Chiếc này mang số năng bạ là T7852. Mà nào biết chiếc máy bay này thuộc về hãng hàng không nào hay của đại gia nào sử dụng, xin comment ý kiến ở bên dưới nhé. Một điều khá thú vị là nếu các bạn tra theo số năng bạ của máy bay T7852 trên Google thì sẽ không thu được bất kỳ kết quả tìm kiếm nào về thông tin của chiếc máy bay này hoặc hình ảnh của chiếc máy bay này. Có nghĩa là chiếc máy bay này chưa hề được chụp ảnh và đăng lên các diễn đàn công cộng. Rất có thể chiếc máy bay này mới được đăng ký. Và đây sẽ là những hình ảnh công khai đầu tiên của chiếc T7852. Đây là pha cánh của chiếc máy bay đặc biệt mang số năng bạ T7852 được quay từ camera góc đông. Có thể thấy bên dưới đường bay là cánh đồng ở gần sân bay Nội Bài đã được các bác nông dân gặt xong. Và hiện tại thì máy cày đã được huy động để cày lại trên cánh đồng này, chuẩn bị bước vào một vụ mùa mới. Và ngay sau pha cánh của chiếc T7852 là một chiếc máy bay khổng lồ đến hạ cánh. Có thể thấy chiếc này bay vòng ngay phía sau chiếc T7852 trong phần đầu của video này. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER trong màu sơn cũ của hãng hàng không Eva Air, một hãng hàng không đến từ Đài Loan. Tiếp theo là pha cánh của một chiếc máy bay chở hàng khổng lồ, một chiếc Boeing 747-400F đến từ hãng hàng không Korean Air, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc. Và kết thúc video này là pha cánh của một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn cũng đến từ Hàn Quốc. Đây là chiếc Boeing 777-200ER có
của hãng hàng không Asiana Airlines. Mình sẽ tua chậm cận cảnh chiếc máy bay này nhá. Chiếc máy bay chở khách đến từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống đường băng 11 trái, sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.